bài từ từ cái em ơi, anh nghe hết cái bài này cái bời quá. Hai ba bốn năm, trời ơi có năm thằng chứ mấy, một thằng nó bo cua còn bốn thằng nó dí cái bàn. Tôi biết cái bộ không biết đâu, nãy tôi đâu có chạy ra đâu bà con thấy không, tôi đi đường bộ luôn á, tôi không dám bay lò xo ra ngoài luôn á bà con. Tôi bay ra mặc định nó kéo quánh chết sao mọi người đó. Rồi cái bây giờ đậu xanh giết sơm vô nó phá nữa rồi. Thôi anh ơi, nhà báo Việt luôn, thằng ông cố nội ơi, nhà nào đó nấy pham đi mà, cái quần đùi như vậy nó định qua nó cúp bùa các bạn. Ai à, có chừng chị không qua cúp gì. Ôi ôi xém chết nó luôn các bạn. Rồi tôi đẩy bản mặt của anh Mạch Định đang chạy vô nữa kìa các bạn. Cái gì vậy mấy thằng ông cứu đùi hả? Đù nà ní bánh tôn dự bày, mày nhìn tao có giống sợ mày không? Anh sợ thiệt cái anh là thôi tao đã. Trời ơi đậu bấm đó các bạn, xem tí xíu là nó tịch thu cái bùi xanh em luôn rồi. Thôi đi về, mấy thằng ông cố đội này nó làm gì nó làm đi bà con. Tôi đi về tôi farm, chứ để không rồi nó qua nó phá nữa rồi. Lấy cái quần đùi gì farm nó các bạn. Bây giờ bỏ mấy chuyện này qua bên đi nha. Hồi nãy giờ chơi game mà chưa có chào bà con luôn nè. Hello, chào xin tất cả bà con, cô bác, anh, chị, em, cô dì, chú, thím ha. Đã ghé xem cái kênh YouTube Funny Gaming TV của em nha. Tất kẻ đã bị bao vây. Bạn nào đang có nhu cầu mua ạc thì hãy ghé thử shop bunny.vn đi chứ hả. Mà nè, ạc vừa rẻ lại vừa ngon, đặc biệt còn có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho bà con, điển hình như mua một tặng một và tính tiền hai nha. Ok con về. Thôi bây giờ chúng ta sẽ mừng gì? Cái gì anh xuất vật biển, cái gì vậy thằng ông nội? Trời ơi đậu sánh nó vô nhà tôi nó ghê gớm kìa bà con cô bác ơi, kiểu này là phải gom ghế ra tán vô cái bản mặt đó ha các bạn ha. Rồi hết sọt bự ơi. Trời đất ơi, nó qua nó đưa cho tôi cái bùi xanh các bạn. Nó biết là cái bùi xanh tôi gần hết đó bà con. Rồi bây giờ cái thằng ông nội hai da tè này sao nó chạy được các bạn? Sao mà chạy được? Sao mà chạy được? Kiểu này là đậu xanh chỉ có đi về tới làng các bạn nhé. Về tới làng dạo này hay bị lộn ghê luôn. Người ta biết sao các bạn? Người ta hay nói kiểu như là tới công chuyện. Dân kính thưa quý vị bà con cô bác, đây là thằng ông cứu nội nát, nó sẽ xuất hiện tại tế đàn nè. Nó cái bà vừa rồi nó định hỗ trợ cho tem, nó định phụ đam cho tem, nó phụ đầu không thấy, nó thấy mập địch nó quánh cái lè lử. Nó trả bộ bùa luôn, không có phải ăn hôi đâu bà nha, mà pha đó là sợ tem nó không có đủ đam. Tôi bay vô tôi bất chấp nguy hiểm tôi phụ cho tem, ai ngờ đậu bắp nó các bạn. Cái kết bà con cũng thấy rồi đó, nhưng mà đâu có sao đâu mọi người. Chết đối với tôi cắm đầu ra chết nữa chứ có chuyện gì căng hết ra bà con ha. Mới có một mạng nhầm nhòi gì bà con, bắt cái đồ quỷ này nhưng mà chết rồi nha, chết nhiều quá nó ghi bọt á. Bà con ơi, nếu như mình là người chơi hệ mắm vố thì mình sẽ farm luôn cái đàn lính này bà con, nhưng mà không nha. Biết sao bà con, bởi vì là mình là người đồng bọn có tâm mà. Người ta hay nói là đồng bọn chân chín đó các bạn. Đó, cho nên là farm vậy mất công tớp nghỉ game lắm các bạn nha. Nhưng mà nè, nó quánh mấy đồng bọn tôi ải chẻ hết rồi, thì tôi là người đồng bọn chân chín thì tôi quay xuống tôi trả thù chứ. Hay quá cả chết ơi. Rồi còn lại để mình nè. Đó các bạn thấy không, nó không thể nào mà chạy được với một cái pha tao nói ẻo ảnh chảm của... cái chiêu cuối của mình các bạn. Ở thì nó là như vậy. Ở thì bây giờ cái bùa đỏ này chắc là mình phải lụm luôn rồi, chứ để không á anh giếp xe ôm với mập địch nó vô nó ăn cũng vậy rồi các bạn. Chứ không á nó không có vô đây là mình sẽ nhường cái bùa đỏ lại cho tem của mình nha. Chứ mình có bùa đỏ mình ăn nữa làm chi các bạn. Nó nhưng mà nó chạy vô rồi cho nên là mình lụm luôn, mình tính tiền luôn cho nó lẹ các bạn, chứ để không đồng địch nó ăn tức dữ lắm. Rồi xong luôn rồi, giếp xe ôm đã tánh nóng lên rồi, một mình ảnh cân ba luôn nha. Xong bây giờ anh bóc đầu anh chạy luôn nha, chạy sao mà được với lại thằng ăn hôi các bạn ha. Kiểu này là chỉ có đi quả tiễn thôi anh trai. Rớt này đến từ vị trí của Jeep xe ôm, hồi nãy nó qua nó phá làng phá sớm đó bà con nhớ không. Bây giờ anh em chúng ta đã có cơ hội bọp tay nó rồi, thiệt là hả hê quá trời, hê quá trời, hê quá trời. Còn thêm mập địch nữa các bạn, nó ngồi kiếm lụm nó luôn nha các bạn ha.
gán farm. Và đặc biệt là trong cái trận đấu này, bà con có thấy bên đồng địch cái vị tướng của nó, cái chất tướng của nó sai sai cái gì đúng không? Không có pháp sư các bạn, không có đam phép, toàn là những đàn mà gọi là tờ gâu không luôn. Nè các bạn nghĩ đi, về ghép nè, súc vật biển nè, giết xe ôm, rồi thép mập địch, toàn là tờ gâu không. Các bạn mà lên cái thương xiên phà, các bạn tán sầu vô đam nó các bạn. Các bạn tán chẳng khác gì các bạn đang gãy ghẻ cho nó các bạn. Đó, cho nên là nếu như nha, các bạn mà đánh vị tướng nát gừng đi phết nè, nát gừng đi gốc nè, mà các bạn có gặp những cái chất tướng bên đồng địch tương tự như bên kia, các bạn hãy lên thử cho mình ở cái shop thứ ba là cái kiếm Muda mã xà đi các bạn. Thì các bạn sẽ thấy cái lượng đam của các bạn khi mà bọp tay quảng mặt của tụi nó sẽ như thế nào nha các bạn nha. Và đặc biệt theo cái quan điểm của mình thì mình lên vậy thôi chứ mình không biết là có đúng hay không nữa các bạn. Khi mà mình lên được cái kiếm Muda mã xà rồi nha, thì cái số thứ tư các bạn thường lên gì? Phức hợp kiếm đúng không? Nhưng trận đấu này mình không lên như vậy. Cái số thứ ba mình lên kiếm Muda mã xà xong là qua cái số thứ tư mình lên thêm một món là thương đấu sĩ. Để chi các bạn? Để lấy tí xíu đam cũng như là xuyên giáp nha bà con. Ủa sao giống như là mình tàn hình vậy nè? Ủa nó không thấy mình đó ta? Nó không quan tâm luôn các bạn. Ủa cái gì vậy thằng ông cố nội? Ê cái bùa đỏ gần mày đi Mỹ rồi kìa. Nó không dám vô các bạn, ra là nó sợ tôi ha. Cái kiểu này là nó nhùng tôi rồi. Vậy thì bay vô quánh đậu tranh quánh ải chĩa hết các bạn. Ơ sao bỏ đi anh ơi, coi nè. Ừ rồi, hình quá trời, sao mà dí được. Ủa mày là chùm, 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 chùm, chùm mền luôn rồi. Chùm mền luôn các bạn nha. Bà con ơi, em khổ quá bà con ơi. Hồi nãy em có chọc ghẹo gì đó đâu. Em vô trộm chó cúp bùa đỏ của gừng đó chứ em có bằng gì nói đâu rồi. Em lỡ em quẹt nhẹ vô cái nút biến về gần có chục lần à. Mà nó dí nó đập em quá trời quá đất luôn. Em có bằng gì nói đâu bà con. Bà con thấy không? Em có làm gì đâu. Em lại em chơi game như báo gừng rồi em có làm gì đâu. Mà nó quánh như con hổng đẻ luôn bà con ơi. Nó quánh văng cái quả cầu băng xương luôn á. Tao thấy mày rồi nha Diếp nha. Ai chứ không biết còn riêng mày là đậu xanh phúc. Ok, thôi bây giờ chúng ta sẽ mần những gì tiếp theo. Thì cái trận đấu này nó mới âu sầu cơ nè bà con cô bé gây. Rồi phải đếp mít rồi, định ra kêu farm mà bây giờ lên mít của mình nó đang gặp vấn đề rồi các bạn. Nó định đập trụ của mình nhưng mà sao mà đập được. Mình đang ở đây mà. Bây giờ tao hỏi tụi bay có đi về không? Tụi bay có về không? Không về để tao về, có gì đâu căng nè. Đó các bạn thấy không? Cái pha đó lý do tại sao mình lại không chê bấy. Tại mình không có bảnh các bạn nha. Nó tới ba thằng lần, 2-1 không chọn cũng què. Ba thằng nó bu vô nó đá, ngắt nó nhéo nó bập tay thì các bạn cũng biết cái kết rồi đó. Đó, cho nên là sao mà chê bấy được, sao mà. Thôi núp các bạn ơi. Núp kỹ quá. Núp kỹ quá các bạn ha. Núp hay quá trời luôn. Nói chứ các bạn, hồi bữa các bạn không có coi bên Nunu Live, tôi quánh tô văn bò, tôi đi sụp bọc y chang clip vậy bà con. Tôi cũng núp vậy đó. Nhưng mà câu chuyện nó ghê gớm dữ lắm. Không có nhiều chuyện với bà con đâu. Nhưng mà cướp đường tà thần luôn. Nó chỉ nói sơ sơ vậy thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập trung vào vấn đề của trận đấu nè. Ủa gì kỳ vậy? Ủa sao còn tôi với lại ngã đê không vậy? Ôi đất ơi, đậu chanh đậu nành đậu bắp đậu đen thập cẩm đậu nó dứt chết bay tụi bay luôn nè. Tu cam luôn cam luôn hết trọt hết trọt nè, dẫm tủ nổi luôn nè. Thôi bây giờ bỏ điện thoại xuống coi mấy thằng đồng địch nó chơi các bạn nha. Chứ bây giờ nó quánh đậu xanh nằm im gu luôn, lấy quần đùi chơi các bạn. Ôi hay quá cà chánh ơi. Đúng rồi, đạp vô bản mặt đó bạn ơi. Đúng rồi. Ý nên chưa chắc bà con cũng thấy cái điều đó mà đúng không? Trời ơi bà con bớt từ quê tôi giùm cái nha. Không phải riêng gì mình tôi bị tè thần đấm đâu nha. Đông lắm á bà con. Trời ơi ngàn ông cố đội ra dách quýt bà bầu nó chơi một pha chí mạng thiệt á các bạn. Nó dụ súc vật biển chạy chỏng trong đám kết bóc. Trời đất ơi, thứ gì chịu nổi nha các bạn ha. Nó chứ không có cái nỗi đau nào mà đau hơn khi mà bị tè thần nè, hay con rồng bầu chúa nè,
hay là con dơ đó các bạn. Thậm chí là mấy lính, mấy xe nó đấm chết đó các bạn. Trời, lúc đó quạo dữ lắm á. Bà con đừng thắc mắc lý do sợ sao tôi biết nha. Tôi chỉ nói tới vậy thôi chứ không có nói hơn nữa đâu nha bà con nha. Thôi, xin phép bà con cho mình nói chút xíu về cái vấn đề mua đồ mà mình sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay tiếp nha bà con. Ở thì đây là cái mua đồ của mình nè. Khi mà đã lên được cái phước hợp kiếm rồi đó, các bạn nhớ quay về cái thương đấu sĩ, các bạn lên hoàn chỉnh cho mình là cái thương xiên phà nha. Nhưng mà cái mua đồ này chỉ áp dụng trong trận đấu nào mà các bạn gặp những cái chất tướng tương tự như cái trận đấu này mà mình đang gặp nè các bạn. Còn những chất tướng mà nó mỏng hơn, các bạn đừng có lên đồ này nha các bạn. Nè các bạn nhìn cái lượng đam mình xả vô bản mặt của con Jaget nè. Đậu xanh tán nó ải trẻ luôn cho bà con coi. Giết mày luôn, chơi 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 mày luôn, lụm mày luôn, tinh tiền mày luôn. Các bạn thấy gớm không các bạn? Cái lượng đam như vậy có đủ khiến cho các bạn áp dụng cái bu đồ này khi mà gặp những chất tướng vậy chưa? Nếu như mà bà con thấy cái bu đồ này nó khá là hợp lý đó, thì bà con có gặp, bà con nhớ đem bu đồ vô chơi nha. Rồi xong rồi bà con giả bộ đăng ký kênh ủng hộ mình luôn nha. Rồi bà con nào mà giả bộ đăng ký kênh ủng hộ rồi á, rồi bà con coi kỹ giúp mình coi là bà con ấn vô cái biểu tượng Nokia chuông có dán cái hình sư phụ chà bá lửa chưa nha. Bà con chưa ấn vô đó là mỗi khi mà mình up clip hay là mình có live stream tại YouTube bé là bà con không có nhận được thông báo đâu à nha. Cho nên là đăng ký kênh rồi thì bà con quất luôn cái biểu tượng chuông nha bà con. Rồi nếu mà được hơn nữa đó, ngay tại bây giờ được dối đòi hai bà chân các bạn, các bạn giả bộ tặng cho mình xin nút like nha. Rồi được hơn nữa đó, các bạn chia sẻ cái clip cũng như cái kênh của mình đến bạn bè đồng nghiệp của bà con nha. Hay là bà con chia sẻ qua cái Facebook của bà con á, để cái kênh của mình nhanh chóng được phát triển nha bà con. Cái gì? Mày khè tao hả? Mày khè nhầm thằng ơi. Tôi đâu có bảnh đâu mà bạc coi với nó các bạn ha. Sao mà chạy được? Trời ơi các bạn ơi, ta nói tán một cái vóc, ảnh nằm im gu luôn các bạn. Bây giờ chắc ảnh chửi nhau gì hết, nó chửi chửi kề nó, đừng quan tâm tới ha bà con ha. Ai đón kè. Ý, thấy rồi nha. Cái bù đỏ nó kìa các bạn, mà ăn xuống trận biển chưa ra. Vậy thì nhà có chọn ba đi. Đó là chính tôi tán cái bản mặt này mới là 10 nè các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta cẩu luôn con bù đỏ này. Thằng súc vật biển nó chạy ra, nó nhìn vô nó mất thấy tiêu. Nó nhìn nó thấy mất tiêu cái bùa đỏ. Cái nó làm gì ta? Cái đó mình không biết luôn các bạn. Thôi mình lại nói một câu kia đi ha. Ai đón kè. Cái vấn đề mình cần kè ở đây là đi farm đẩy quái thiệt là cao lên. Để chi các bạn? Để cho tụi nó đép bỏ mà tụi nó luôn ha các bạn ha. Gây ra một sức ép không hề nhẹ để chúng ta có thể vào được những cái trụ bên trong. Tại vì các bạn mà có giết được thiệt là nhiều mạng đi chăng nữa mà trụ các bạn không đập thì cũng không có win đâu các bạn. Trời, nói cái điều mà ai cũng biết luôn. Trận đấu bây giờ cũng đã được 13 phút rồi. Ý nhưng mà bà con ơi, lâu lắm luôn rồi đó nha. Anh em mình chưa có một cái clip nát gừng đi gốc mà thiên về lag game như trận đấu này. Bình thường là 11, 12, 13 phút là xong rồi đúng không các bạn? Nhưng mà bây giờ 13 phút gần 15 luôn rồi mà cái trụ bên trong chưa bể trụ nào hết các bạn. Đó. Và một cái điều mà có rất là nhiều bạn hay băn khoăn và lo lắng luôn. Ôi, nó gần đi gốc mà về lách game quánh sao ta? Dễ lắm các bạn. Theo như cái kinh nghiệm chơi game gần 3 trọt năm của mình á, đừng hỏi năm nay nhiêu tuổi nha các bạn nha. Đó. Thì á, mình thấy mà nắc mà về lách game á, thì các bạn có chiêu nào các bạn thả chiêu đó đi các bạn ơi. Hết chiêu cứ đánh thường nha. Còn ví dụ mà thì chiêu nó hồi lại thì cứ thế mà thả các bạn. Chứ có đâu khó chơi các bạn cứ băn khoăn lo lắng hoài. Đó giống như mình nè. Bây giờ hết lính là đi về. Đó nhưng mà về đâu? Về phía trên. Chi? Để chúng ta đập cái trụ nó nữa là chúng ta sẽ lấy được 3 đường. 3 đường chúng ta chơi bấy tụi nó, chúng ta sẽ đi về. Các bạn nhớ cái điều này không các bạn? Mới đây trên live stream ta nói đánh 3 đường mega xong chạy về các bạn. Chạy về xong một cái ta nói tôi này, tôi nè, tôi bố, tôi xanh cỏ luôn rồi. Y chóc vậy luôn nè các bạn. Hồi bữa trên live stream đánh súc vật biển, ta nói đánh 3 đường mega định lên mà mua diều vô thả nhà nó các bạn. Ta nói chưa kịp thả nữa nó qua nó chuyển trận luôn nha bà con nha. Thua ngược luôn các bạn. Nói chiêu bà con đi, cho mình xin phép tâm sự bà con chút xíu vấn đề này cái nhen.
Thì mình nghĩ là mình nợ bà con một lời giải thích khá là lâu rồi đó, mà mình chưa có cơ hội và cũng như là thời gian để giải thích với bà con ở trên clip. Ở trên live thì không tiện để nói các bạn, tại vì sẽ có nhiều bạn là sẽ không biết được. Thì thời gian vừa qua bà con cũng thấy rồi đó, thỉnh thoảng tầm phải một tuần hoặc là hai tuần hay thậm chí là một tháng, mình hay cắt clip ở trên live stream mình up lên kênh YouTube của mình đó các bạn. Mà trong khi đó bạn nào mà xem clip của mình lâu năm rồi, cái thời mà năm 1900 hồi đó đó, cái thời mà ta nói tuổi trẻ tà gâu hay gọi là trẻ trâu mà chưa trải sự đời đó các bạn, thì mình có nói các bạn mạnh mõm lắm nha, mình không có cắt clip trên live, mình đẩy lên kênh YouTube đâu bà con. Ta nói được 2 năm sau cái nó đè nó cắt nó úp lên ha các bạn ha. Nói chung thì mình chân thành xin lỗi tất cả bà con rất là nhiều nha, vì mình đã không giữ đúng cái lời nói với các bạn. Nhưng mà các bạn ơi, nếu như mà các bạn để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy là những cái clip mà mình cắt lên từ live stream nó rất là ít các bạn, chứ không phải là ngày nào mình cũng cắt, mình cũng úp lên kênh hết á. Vì gì mình hiểu mà, mình biết là bà con biết đến mình là từ những cái clip bình luận, chứ không phải là những cái clip mà cắt lên từ live stream các bạn. Cho nên á, mình không có lệ thuộc quá nhiều vô những cái clip cắt từ live stream. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà quạo mình vì mình làm cái điều đó, thì mình muốn tâm sự với các bạn như thế này. Tuy đó là những cái clip mà mình cắt lên từ live, nhưng đâu phải là mình ăn cắp của ai rồi mình up lên kênh của mình đâu các bạn. Mà đó chính là cái chất xám của mình, cái sự ốc chó của mình, cái cách nói chuyện hàng ngày của mình, những cái cách nói chuyện mà các bạn biết tới mình đó, từ ngày đầu cho tới hôm nay luôn đó các bạn. Chứ mình đâu có ăn cắp của ai mình up lên đâu. Cho nên là bạn nào mà quạo mình á, thì thôi mình xin lỗi tất cả các bạn nha. Mình không thể nào mà làm hài lòng hết được tất cả các bạn được hết trơn trọi hết á. Thôi nói chứ tối nay mình sẽ tâm sự với các bạn tiếp về cái vấn đề này tại Nono Live nha. Bạn nào mà có ghé xem á thì các bạn sẽ hiểu được những cái lời tâm sự của mình. Còn bạn nào không xem thì thôi mình xin lỗi tất cả các bạn trước nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tập trung vào vấn đề của trận đấu. Tao nói mấy cái thằng mà chơi cái hệ ba trận thì nó hay chọn cái lối đi riêng lắm các bạn. Có mấy thằng kia nó bảnh tọn, nó bặt con tôi ba trận, tôi không bánh lộn lại ai. Tôi đập chú le mọi người. Cái này người ta hay gọi là chú lúc chỗ luôn. Chú bánh cho à mà coi ha. Bánh cho. Ê Bắt. Oh no. Oh no no no. No no like. Ủa lộn, không có no no like nha các bạn. Ví dụ như tối nay 8 giờ tôi rảnh nhớ ghé no no like nha. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều, vì hồi nãy giờ các bạn đã dành thời gian quý báu ra để xem clip ủng hộ mình. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye bye. Ai mua điện thoại không? Điện thoại iPhone giá rẻ giá rẻ. Bà con nào đang có nhu cầu tìm mua một cái điện thoại iPhone chính hãng thì nhớ ghé qua Tân Voi shop của anh Tân Voi tại đường Trần Văn Đang, quận 3 đi bà con. Mà nè, hiện tại đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi chờ đón bà con á nha. Mua trả góp là xưa rồi. Còn bây giờ á, mua điện thoại tặng cái bịch.